này tháng 7 cả nhà. Gom để đóng ngay đường lát mình về gom. Đợt này vậy rồi vô chuột yếu đó nha, chết sạch hết đó. Mới lôi dục ra mấy cái bẫy, cháu mình đang gom quá kìa. Đây hai anh em đang đi thăm tiếp nha. Bữa có đây không ta? 14 cái à. 1 2 3 4 à. Có cái lộn đó. Không có đem cây móc kìa. Con này Út cây móc qua Út chứ. Con cây móc qua Út à. Không thấy. Bự luôn. Gì ghê à? Trời ơi, dã man. Chết xình luôn à. Trời ơi, chà bá luôn. Đây cái này. Nó hành chà bá mà chết thúi luôn đó nha. Để đi, họ xử lý sao. Đây, thập tiếp cái này. À, lâu quá không thăm cái này, chết chân à. Nặng nặng không? Nặng nặng thử cái coi. Xui dữ à. Rồi. Hình nghe không thơm luôn à. Cầm gì gì vậy? Ghê vậy? Cầm, nặng hả? Như cầm coi. Nặng nha nhẹ. Được 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 được. Ê trời ơi. Hảo hạnh. Quá đã luôn. Trời đất ơi, ủ ngựa hết tiếc. Ông anh mình đâu nặng cả nha. Trời ơi. Cuối cùng cũng được em chứ. Chuột chết hoài nãy giờ đang buồn đó nha. Nãy giờ chuột chết quá trời thất tình rồi. Vô đơn em khủng hoảng luôn đó nha. Wow. Gì nữa à? Chết chuột luôn à. Bữa nay ngày chuột chết đó nha. Đó con gì rồi, đó con gì rồi. Này, còn em cuối cùng luôn đó nha. Nhà thấy cảnh tượng quá đẹp. Bữa nay xui quá nha, chuột chết hết trơn. Chuột chín rồi lấy yếu quá. Rồi, trần dân chết. Còn chuột. Còn lúa. Làm tôm lúa theo cái đống. Rồi, anh đặt cá đó xong rồi đi ra cái nhà. Gom gom bẫy về chưa? Gom bẫy ra chưa? Có hàng vip không? Đây nha. Hôm nay xui xẻo không? Chuột chết giả mang rắn chết. Úi tình luôn. Chết rồi hả? Con này còn sống không ta? Mở bao ra quay cái coi. Con này ký hoài luôn á. Ký hoài. Anh nó kỳ thú quá. Thôi chết. Trời ơi. Câu hết biết. Đại ca đó nha, đại ca, đại ca, đại ca. Quá đã. Ôi giời, quýt luôn. Mai con này bự quá, nó không có cho lọt đầu được. Lọt đầu được. Lọt đầu chết rồi. Đầu nó banh sát rồi. Ôi, vắng một bẫy luôn á nha. Khủng hoảng rồi. Cái ký hoài, ký mấy á. Ký tư à. Thôi, về nhà thì căng, bắt cơ căng tính sao. Rồi, mới về tới nhà cả nhà. Đây. Một em gắn khủng với lại con ếch cho bá luôn. Mưa quá mưa rồi nha, này dũng nước còn đọng nước nhà nữa nha. Mưa quá trời quá đất rồi. Này dính được con lông thừa nhỏ không có quay cho cả nhà coi nè. Lông thừa nhỏ xíu nha. Thừa. Lông thừa hổ heo gì nè, hổ trâu. Xíu giật nị à. Rồi để bắt gắn hổ hành ra cho cả nhà coi nha. Ếch cho bả luôn nè cả nhà. Để cả nhà coi ếch vô cái bẫy. Ếch vô bẫy rắn. Hết hồn ếch luôn. Thánh thần con ếch cả nhà ơi. Khủng hoảng ếch luôn cả nhà. Ếch vô bẫy rắn dứt con chuột luôn cả nhà. Ghê không? Quá khủng luôn. Khủng khiếp con ếch thật chứ. Ủa con ếch cả nhà ơi, quả khủng luôn nha. Cả bàn tay mình với mình đó nè. Rồi gớm à,
tạm ngừng chim cái cửa ngắn hổ anh bắt cho cái nhà coi nha. Thôi quá trời quá đất con hổ hành luôn cả nhà, để bắt căn mình cho cái nhà coi nha. Quá bự, quá xa bự luôn nha. Đây à, quá trời luôn nha. Đây, cho nó ra. Nó ra đây nha. Đây nha, ra không nha. Quá đã luôn nha. Khủng khiếp luôn nha. Quá sướng luôn rồi. Ù ù. Ngon quá nha. Chắc chín lạng quá. 8 9 lạng ký vậy nha. Quá đã luôn nha. Ghê. Ôi ôi sướng gì đâu. Quá bự luôn nha. Đỏ nâu nha. Em nhưng mà nâu. Người gớm. Rồi. Thằng quả này đi được nhiều đó cả nha. Con ngon hành khủng. Quá khủng à. Rồi, đây cả nhà. Mới gắn lên cái chân thử rồi nha. 9 lần rử ký gì nè. Chữ túi chắc còn 9 lạng nữa nha. Đây lấy nét cho cả nhà coi nha. Đó. 9 lạng rưỡi 1 ký chữ túi lưới 1 lạng chắc còn được 9 lạng nữa nha. Đây, em đó nè. Quá khủng khiếp luôn. Sướng gì đâu nha. Rồi thôi kết thúc video nha cả nhà. Chúc nhà xem clip vui vẻ nha. Tạm biệt cả nhà, bye bye.